Chào mọi người, Tùng đang ở Cần Giờ. Hôm nay là buổi giao ong đầu tiên mình giao ở bên Cần Giờ nè. Đây là nói sao vậy ta? Này là xe đi xe, đúng là đi xe tải, nhưng mà mình không sắp xếp được cái xe nên là cứ dọn vô 7 chỗ đi luôn. Chắc phải đi khoảng 2-3 chuyến như vậy mới xong được cái đợt hàng này cho anh Châu. Đợt này là đợt chuyển vào con giống đầu tiên ha. Có anh em nào gần đây giao lưu cũng được ha. Thận. Ok. Giao lưu rồi. Hey. Ông vẫn khỏe. Luôn rất là đông nha. Hồi mở ra là ở túa liền á. Đây là ông chúa. Khi mà đi vậy là ông là bắt buộc phải ở trong máy lạnh hết nha các bạn. Rồi, giờ chuẩn bị vô cái đi rồi tính tiếp. Ok, giờ di chuyển ra sao. Tự sắp xếp tự chơi anh luôn. để dưới đó thằng. Dưới. À. Lần sau xuống dưới được ta. Đặt trên. Rồi, giờ chúng ta sẽ đặt chân sắt nha. Gọi là cái ghế. Xuống mình ta sẽ gọi là ghế đặt ông. Rồi, mình ra trước mình nhìn từ vô nha. Sẵn xong hết rồi các bạn. Rồi. Thảo quân nha, mở cửa. Cái này chỉ mới có một tầng chính thôi. Chứ ổn định quân mình sẽ lắp kế vậy. Làm quen chỗ mới. Thùng kia, cái thùng này buồn quá vậy. À, lên nắp hết rồi kìa. Lên nắp. Thùng nào mà đá dưới đá thì túa nhanh, thùng nào lên nắp thì nó chậm. Ở giường của anh Châu. Gà. Có đu đủ nữa. Chuối. Chuối này gì đây ta. Đã quá, làm tè vào trái coi nè. Sáng nha.
sáng mình đi lúc xuất phát ở chỗ là 12 giờ, đây là 6 giờ. À, 6 tiếng đồng hồ hả? 5 tiếng rưỡi 6 tiếng. Đúng vậy. Từ từ. Xấu hả vậy? Cho ra. À, chút nữa mình sẽ lại thả chú nha. Ok. À, xong rồi mình thả chú luôn đi. Wow, tối dữ quá. Không khói luôn. Không khói mà còn vũ nữa. Mình nhốt như vậy là để cho mình đi á, sợ chạy xe nó dằn nó dập tầm chết chúa không gì. Nếu mà chạy ở chạy mình á, mình tự di chuyển á, mình chỉ di chuyển cho mình á, mình bỏ đại nó bắt đâu, còn sợ mấy anh em tới chỗ mà chết không có chúa là không có điều kiện thay thì nó lại tốn kém. À, cho mình để mình thay là mình nhớ úp xuống nè, lòng xuống. À, để cũng thôi, nó xuống rồi đó. Em thôi chú nó bay lên đó. Nha, lưu ý nha các bạn. Cái này một số anh em hay bị tình trạng đó. Rồi, cái đàn này mới khủng khiếp nè. Thì ra các bạn thấy quân vậy, tức là quân từ trong cầu nó sẽ bò ra. Cũng không có gì ghê đâu. Mà công nhận đàn này, đàn này quân khủng này. Rồi, mở chúa ra thôi, đừng vũ nha. Đừng vũ, đàn lớn đừng vũ. Chậm chậm. Lấy kìa, nắp kìa. Cái cầu lớn này đừng để lộn ông nó quánh đó. Để sát vách đi ha. Rồi đằng này đông quá, lấy cái trồng như lùng đi. Đừng thôi, hồi nó trào lên. Trào lên khó lên kế, khó trồng kế. Sáng anh chủ nhà bận rồi, nó tự xử hết mọi thứ. Tại sao có một số đàn lại lớn, một số đàn mạnh, một số đàn yếu? Để các bạn chỉ nhìn thấy được cái, tức là mình nhìn thấy là quân thôi. Nhưng mà do mình vận chuyển xa cho nên mình chủ yếu tập trung những cái cầu nhộng. À, sau khi đem ong về khoảng một tuần á thì lớp nhộng này sẽ nở, quân sẽ hực lên y chang vậy nè. Các bạn yên tâm. À, tùy theo là khi mình soạn ong á, tùy theo cái thế đàn, chứ không phải là các bạn cứ nghĩ đàn đông quân là mạnh. Mình phải tùy theo cái ruột nữa, ruột quân nữa. Ở trước nữa thằng. Rồi. Ập lên. Thét. Ok, vậy là xong. Đàn lớn nhất không bị chích. Nắp lưới. Lưới vô buồn quá, có khói vũ không được. Rồi, ok. Anh tới vũ thằng rồi. Khác, tới thằng khác. Lật úp nắp lại luôn đi thật. Ê, cho nó đàn nó đang còn bị nóng á. Cho thông gió đi.
rồi tiếp tục những thùng tiếp theo, cứ thế mà làm nha. Chào mấy anh em, anh em mình đang trên đường về. Hôm nay vào gần giờ như kết thúc xong cái đợt đầu tiên phần nửa của đợt đầu tiên thôi, nó chưa hoàn thiện hết cái số ong nữa. Thường là như vậy, vào khoảng 4 lần, đợt này chắc như chia vào khoảng 4 lần giờ mới hết. Nếu anh em thấy những video của bên ong xanh bổ ích, đó thích hợp cho cái việc mà anh em chăn nuôi ong hay là việc kinh doanh, thì có thể bấm đăng ký kênh, chia sẻ những video mà mình đã làm được không? Ừ, ok. Rồi, cảm ơn các bạn.